7 giống cà. Ui, mấy con gì vậy? Dạ rồi, cái là này vô 4-5 con cá lóc luôn. Wow. Dương xin chào tất cả cô chú anh chị buổi sáng nha. Thì sáng hôm nay Dương lại tiếp tục cái hành trình đi thăm lờ. Thì hôm trước Dương có đặt ở cái khu vòng vòng ở ao sen này nè, 19 cái lờ. Thì sáng hôm nay Dương lại đi thăm. Thì trên cái đoạn đường đi thăm thì Dương sẽ quay lại và chia sẻ đến cô chú anh chị mình để xem nha. Hy vọng là cái ao sen này sẽ mang lại thành quả khá khá cho Dương. Rồi thì bây giờ Dương sẽ đưa cô chú anh chị mình đi thăm nha. Đó, là của Dương còn nè. Ý trời, vô con gì nó vậy? Ui vui, màn đét quỷ thánh thần thiên động ơi, vô con chích nữa. Đâu vậy? Nè, hôm nay Dương đặt lời vô con chích nữa nè. Ôi, mới vừa ra lông à. Mới vừa ra lông luôn nè, mà nó vô lời nè. Đụm nó luôn sao vậy? Đâu mà vô chích nó vậy nè. Cái này hôm bữa Dương giờ đi đâu nha, hôm bữa có cá nước nó cạn á. Đây là cái gì vậy? Cái nước cạn quá, nó lòi cái hôm lên á, cua vô nhiều nè, 3-2 băng cua luôn, lại cá phi. Mới hai cái là đầu tiên là bốn cua rồi. Cái phim này không bắt luôn nha. Nhìn kiếm cái chỗ sâu nhưng đặt nó coi. Cá lóc kìa, con cá lóc kìa.
lóc nhỏ nhỏ để bắt luôn. Cái loại cái này ngon lắm nè, mà hôm bữa bị ta thăm ta kéo ra luôn. Hôm nay không có dấu thăm, hình như có cá hay không thôi. Giờ lên coi, không có con mắm vố gì luôn. Ngon lắm, kỳ vậy ta. Đây, bữa dưng luôn. Có vài cái lời như thế này nè. Ở đâu ta? Ở trôi xuống dưới luôn kìa. Ê, có gì trong trong kìa. Lời trôi đi mà có gì trong trong giống lời nè. Vô cá bự rồi. Trời ơi, cá chê. Luôn cặp 2-3 con cá chê luôn mà nó tung mấy nữa. Cái gì? Cái gì? Con này nó nút, con này bị hai con này nút, mình mấy bấy chân luôn nè. Cái chê này cái gì trắng vậy á, cái chê lai vậy ta. Tiếp tục thôi, là đó ba con bắt ngang cá chê thôi. Dung chỉ đặt cái lên này lại luôn. Bữa sau mình bắt nha. Bữa chủ nhật mình bắt. Tìm dòng cái khu này là Dung đặt 19 cái loại nè. Có cá nha. Đây để Dương dở coi Dương thấy. Có cái dấu có cá lóc đó đó. Có lóc quậy giống kìa. Ui. Mấy con gì vậy? Dạ. Yeah. Trời ơi. Cái lời này vô. 4 5 con cá lóc luôn cô chú anh chị ơi. Kinh khủng gì. Nè. Đây. Cái này không là 5 con nha. Quá trời đã rồi. Hôm nay trúng kẹo nữa rồi. Cá bự không đó, không có nhỏ đâu, cá bự bự không à. Nè,
Wow, thấy gì chưa? Hai con. Ba con. Đây cá nhiều. Bốn con. Con thứ năm này thì hơi nhỏ xíu. Đây, năm con. Xíu nữa xảy rồi. Rồi Dương sẽ đặt cái lò này lại đây luôn nha. Dương sửa cho sau xuống tí. Cái bữa trước thì Dương đặt thì bị như nước nó cạn á. Rồi. Tiếp tục thôi cô chú ơi, đúng rồi, cái lò này chưa kèo luôn, 5 con. Tiếp tục thôi, hy vọng là cái đường này mình sẽ trúng nha. Lò như đặt thuốc này, một mùi nền nó trong lẫm luôn, không tay gì luôn. Chứ dạ, có cái gì đây? Đập cá lóc nha. Wow. Nè. Hôm nay ổn ổn rồi anh em ơi. Rồi Dương sẽ đặt cái lò này lại luôn. Tiếp tục thôi. Kéo ra ngoài luôn nè. Hôm bữa Dương đặt lên nằm sát mé này nè, nhưng mà sẽ giờ cái đầu nó ra ngoài luôn nha. Đây. Cặp cá lóc. Sao có con bị táp, mình mẩy sẵn chưa rồi. Nè. Vô không có gì ăn ra luôn hả? Thì con này Dương sẽ thả nó đi nha. Dương sẽ bắt con này thôi. Dương hai con bắt được con à. Đi. Dương sẽ đặt cái lò này lại dưới đó luôn. Mấy cái lóc luôn ạ. Giờ thấy ngóc cái đầu lên rồi nghe. Không biết cá không à. Dỡ lên coi. Không có nha. Hình như là ở đây á. Đâu rồi? Không có gì luôn.
chìm cái gì, cỏ nó đè, ôi chìm cá vô là chết hết. Phi vô cho nó chết nè, hai ba con luôn. Nó có cá bự không? Cá phi vô là như nước nóng hay sao ta? Thế sao chết được? Mấy góc mùi ngon quá, cá. Như người ta chích hết hay sao? Mấy cái lờ nó thôi chứ không nhiều đâu. Lờ mình đặt đây. Đây. Cái gì mà dậy dậy đây? Copy. Như là có ai chạy lưới gì đấy. Ôi có mấy cá sặc ngon ghê luôn nè. Cá sặc này, cá sặc biệt, sặc bướm nha. Được mang cua gì mà cái giá. Ở bên cái đoạn này Dương còn hai cái lờ nữa nha, thì Dương sẽ qua đó thăm luôn. Dạ. Thì bên đây mình còn hai cái lờ nữa. Cái lờ gì này? Không, 4-5 con cá phi luôn.
cái cuối cùng nữa thôi, mình thăm xong rồi về. Nói gì móc cho nó sâu xuống luôn vậy đó. Rồi đặt cái lời vô mà không biết có cá không nha. Rồi chết rồi, chỉ vô mỗi một con cua thôi. Rồi hôm nay Dương sẽ để nó lại đây nha. Nếu mà lần sau mà mình thăm mà không có nữa thì mình sẽ về cái lần này đi. Yeah. Cái hành trình đi thăm lờ buổi sáng của Dương tới đây là kết thúc nha. Thì tí nữa về Dương sẽ quay cái thành quả cho cô chú anh chị mình xem. Hôm nay cũng khá ổn á. Đây thì được một con chích nữa. Dương quay sơ sơ cái coi nè. Đó, thấy chưa? Rồi giờ Dương về thôi. Tí nữa Dương về Dương sẽ đổ cái thành quả ra cho cô chú anh chị mình xem nha. Thì buổi sáng thăm lờ của Dương sáng hôm nay nha. Thì Dương vừa về tới nhà. Thì để Dương đổ cái thành quả ra cho cô chú anh chị mình xem nha. Hôm nay cũng ổn đó. Của Dương sáng hôm nay nè, được tầm 2 kg cái lóc với lại 2 cái chè cũng gần ký. Thì cái hành trình đi thăm lờ của Dương buổi sáng hôm nay kết thúc ở đây nha. Thì Dương hẹn cô chú anh chị, video sau, thì hy vọng video sau nó sẽ có cái thành quả nhiều hơn hôm nay nữa nha. Thì chắc là tới Dương sẽ giờ lên đó thêm một ít lờ nữa. Đây Dương đặt trên đó có 19 cái thôi mà hôm nay là như này là cũng là khá rồi. Rồi, chúc các bạn của chú chị nha, hẹn chú chị video sau nha.